Đây là chương trình livestream buổi tối ngày hai à ngày buổi trưa sorry mọi người xin chào mọi người đây là chương trình livestream buổi trưa ngày 28 tháng 3 năm 2024 bây giờ thì Vlog Minh Hải xin phép là sẽ cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất liên quan đến các ứng cử viên để thay cho huấn luyện viên Philip Chu C đã kết thúc hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam để rời khỏi chiếc ghế nóng ở đội tuyển quốc gia bây giờ rất nhiều người đang đưa ra danh sách nhưng mà danh sách của liên đoàn có thể sẽ là một danh sách hoàn toàn khác Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến huấn luyện viên Park Hang Seo, đây là chúng ta gọi là cơ hội để những huấn luyện viên có mặt, ví dụ huấn luyện viên Park Hang Seo, huấn luyện viên Mano Polking cũng đã đánh tiếng rồi và thêm huấn luyện viên Popop, nhưng mà danh sách của liên đoàn thì mình biết là có thể là những cái tên rất là lạ. À, hôm nay thì thật sự mà nói là thông tin về các ứng viên thay thế huấn luyện viên Philip Chuse nó chỉ dừng lại ở những người mà chúng ta đề cử thôi còn liên đoàn bóng đá Việt Nam bây giờ vẫn chưa có một cái tên cụ thể nào và vào lúc khoảng tầm 11 giờ 20 trưa ngày hôm nay thì mình vừa mới cập nhật một cái thông tin đó là liên đoàn bóng đá Việt Nam đang xúc tiến để có thể nhờ thông qua một số kênh thân thiết của mình để tiếp cận với những huấn luyện viên rất là có kinh nghiệm giỏi phù hợp và cầu thị đấy là ba cái tiêu chí mà liên đoàn bóng đá Việt Nam đưa ra tất nhiên thì uh, mọi người sẽ rất là quan tâm đến uh, danh tính nhưng mà xin phép các bạn là bây giờ liên đoàn bóng đá việt nam cũng chưa có danh sách đó nhưng mà những người mà các bạn đưa ra ấy, thì chúng ta hôm nay mình sẽ cùng với các bạn uh, bàn luận xem là cơ hội khó đến đâu ví dụ như là huấn luyện viên park hang seo chẳng hạn thì ngày hôm qua ở đội bắc ninh thì uh, các bạn biết rồi là sau khi bình luận viên tuấn anh đặt ra câu hỏi là ông có nghĩ lại câu chuyện là sẽ trở lại đội tuyển quốc gia không thì huấn luyện viên park hang seo đã không trả lời câu hỏi này và câu khở cái sự im lặng của huấn luyện viên park hang seo nó đưa chúng ta đến hai yếu tố và mình nghĩ là yếu tố một nó là quan trọng hơn Thì park không muốn từ chối không muốn nói lời từ chối để rồi có thể đánh mất đi những cái sự uh, những cái sự uh, gọi là yêu mến của người hâm mộ bóng đá việt nam còn bên phía uh, liên đoàn bóng đá việt nam thì mình nghĩ là điều này cũng là điều rất khó khăn bởi vì là huấn viên Park Hang Seo cũng đã từng chia sẻ với Liên đoàn bóng đá Việt Nam là ông có thể là cũng không thể thành công hơn được nữa với đội tuyển quốc gia. Và Liên đoàn nếu mà trở lại với huấn viên Park Hang Seo thì cũng hơi khó khăn. Hôm nay thì mình có theo dõi truyền thông của Hàn Quốc. Thì truyền thông của Hàn Quốc đưa ra hai cái ý mà mình thấy nó cũng rất là đáng để chúng ta lưu tâm. Một là Liên đoàn bóng đá Việt Nam đang xử lý cuộc khủng hoảng về huấn luyện viên trưởng giống hệt như Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc tức là cũng sa thải huấn luyện viên trưởng sau đó là lấy một huấn luyện viên tạm quyền trong lúc chờ đợi một huấn luyện viên lâu dài thứ hai nữa là họ đề xuất là trong giai đoạn này rất cần huấn luyện viên Park Hang-seo họ đưa ra ba ý mình thấy hợp lý yếu tố đầu tiên là thầy Park có thể kết nối các cầu thủ lại với nhau để chúng ta lại có cái ít nhất là cái không gian giống như năm năm đại thành công và chúng ta biết là với bóng đá Việt Nam bây giờ thì huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn là một tên tuổi rất lớn vẫn là một thương hiệu rất mạnh và quan trọng là người hâm mộ bóng đá Việt Nam lại rất ủng hộ thầy Park Rất nhiều người đã lên tiếng đề nghị thầy Park quay lại Cho nên là mình nghĩ là xét trên mọi khía cạnh Từ cái việc hàn gắn lại đội tuyển Từ cái việc là tăng cường khả năng thi đấu của đội tuyển Cho đến việc là chúng ta kéo khán giả đến sân Đây tất cả là những nhiệm vụ rất quan trọng của Liên đoàn bóng đá Việt Nam trong thời gian tới Thì mình nghĩ là thầy Park đều có thể làm được Ngày hôm qua thì có một bạn có yêu cầu là Vlog Minh Hải tại sao đến bây giờ vẫn chưa làm một cái clip so sánh cái phong cách giữa huấn luyện viên Park Hang-seo và huấn luyện viên Philip Chusier thì mình cũng không biết là cái câu chuyện này nó có nên làm hay không và các bạn thực sự là có mong muốn nghe được câu chuyện này hay không và xem lại những hình ảnh này không bây giờ thì mình xin phép các bạn là nếu như các bạn mà muốn xem một cái chương trình mình so sánh giữa ông Philip Chusier và huấn luyện viên Park Hang-seo thì các bạn hãy để lại ở phần comment là có còn nếu các bạn không nếu các bạn không muốn thì các bạn đánh cho mình từ không, bởi vì là mình sợ rằng là mọi người lại nói là chúng ta như thế là giật gân câu khách, à, huấn luyện viên ông đã nghỉ rồi mà chúng ta vẫn cứ bới móc lên, mình hoàn toàn không muốn điều đó. Cho nên là nếu mà các bạn mà các bạn mà có thì các bạn đánh từ có, mà các bạn không thì đánh từ không. À, chiều ngày hôm nay mình sẽ đọc lại những cái comment của mọi người. Nếu mà có nhiều hơn không thì mình sẽ làm, còn không nhiều hơn có thì mình sẽ bỏ. Bởi vì tất cả những cái hình ảnh này thì chúng mình đã đều có rồi. Thế là thật sự là nó rất là đơn giản với mình. Theo cảm quan của mình thì mình thấy có nhiều hơn không. Đấy nhưng mà thôi mình cũng sẽ cố gắng để tìm hiểu thêm xem là thực sự nhu cầu của các bạn như thế nào. Nếu các bạn muốn thì mình sẽ làm, còn nếu mà không thì thôi. Bởi vì người đi thì cũng đã đi rồi. Đúng không ạ? huấn luyện viên rời thì cũng rời rồi. Huấn luyện viên À, kết thúc hợp đồng thì cũng kết thúc hợp đồng rồi. Bây giờ chúng ta móc lại những câu chuyện này thì nói thật là về mặt về mặt gọi là hình ảnh thì mọi người thấy là dìm hàng Tôn Vinh người này, dìm hàng người kia. Nhưng mà mình thì mình muốn là chúng ta sẽ làm dưới cái khía cạnh là những cái câu chuyện này, những hình ảnh này ấy, nó tác động như nào đến bóng đá Việt Nam và nó tác động như nào đến thành tích của đội tuyển Việt Nam. Đó thì uh, tùy mọi người, mọi người muốn thì mình làm, mọi người không muốn thì thôi đấy bởi vì là mình nói thật luôn là nếu mà mình tung cái này lên ngay sau khi huấn luyện viên philip chu bị sa thải thì mình nghĩ là nó sẽ rất là hot mọi người sẽ rất là quan tâm nhưng mà nó lại đi ngược lại cái tiêu chí của mình đó là mình không muốn bới móc cái chuyện cũ mình chỉ muốn là khi đã chia sẻ những câu chuyện cũ thì nó phải có giá trị tức là nó sẽ giúp cho chúng ta hiểu thêm một điều gì đó hoặc là hiểu thêm một cách làm nào đó thì mình muốn là như vậy đó là điều mà chúng ta muốn chia sẻ với nhau Bạn Vinh Lê Thái Có nói là sao Hải không đi trực tiếp Gặp thầy Park được hả Mình trả lời bạn luôn là gặp trực tiếp Thì gặp được Nhưng mà vấn đề là thầy không trả lời Và mình nghĩ là những cái thông tin đệm Thì nó là quan trọng hơn Với cả ngày hôm qua bên phía Bắc Ninh Thì mình không được mời Chứ là mình không đến Đương nhiên là không mời thì chúng ta không đến Còn gặp thầy Park thì mình nghĩ là với những phóng viên như bọn mình Thì nó cũng chả khó khăn gì cho nên là cái quan trọng ở đây là huấn luyện viên Park Hang Seo đang vì sao ông lại giữ im lặng. Đầu tiên là mình nghĩ là ông không muốn nói lời từ chối. Và thứ hai nữa là phải đợi Liên đoàn bóng đá Việt Nam mở lời đã thì mới thì mới có ý kiến chứ đúng không? Chứ bây giờ nói là tôi sẵn sàng trở lại đội tuyển quốc gia xong Liên đoàn bóng đá Việt Nam bảo là thầy Park không nằm trong kế hoạch thì nó sẽ rất là khó đúng không ạ? Cho nên là khi mà huấn luyện viên Park Hang Seo từ chối điều đấy có nghĩa là Ông đang có cái ý kiến, ông đang có cái kế hoạch của mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, huấn luyện viên Park Hang Seo sẽ trở lại làm huấn luyện viên. Nhưng huấn luyện viên của đội nào, huấn luyện viên vào thời điểm nào và có làm huấn luyện viên của đội tuyển Việt Nam hay không thì nó lại là một câu chuyện mà chúng ta phải chờ tương lai mới có thể trả lời được. Nhưng vào ngày hôm nay, ngày 28 tháng 3 năm 2024 thì mình có thể chia sẻ với các bạn là cơ hội hay nói chính xác hơn là khả năng để huấn luyện viên Park Hang Seo tái nắm đội tuyển quốc gia là rất thấp. Một là huấn luyện viên Park Kang-seo có thể là mong muốn làm huấn luyện viên của một đội bóng khác vì giấc mơ của thầy là sẽ là dự World Cup. Còn Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì mình biết là họ cũng đang có cái phương án khác rồi. Và cái vấn đề liên quan đến việc mời thầy Park ý tưởng này mình nghĩ là đến thời điểm này, ngày 28 tháng 3 thì nó chưa có. Sau này nó có thể thay đổi. Vì các bạn biết là nó giống như thị trường chuyển nhượng ấy, nó thay đổi rất là nhanh. Thị trường chuyển nhượng thì còn được đăng ký cầu thủ trong từng thời điểm thì sau đó là nó không còn nó không còn thời hạn để đăng ký nữa thì người ta sẽ không không ký hợp đồng nhưng huấn luyện viên thì các bạn biết rồi là huấn luyện viên là không có thời hạn ngày trận đấu nào cũng thể là trận đấu cuối cùng cho nên là mình nghĩ là huấn luyện viên Park Hang Seo cũng sẽ phải rất là tính toán liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng phải tính toán và thị trường hiện nay mình nói là cái vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia là cái vị trí được rất nhiều người quan tâm chúng ta đang quan tâm đến thầy Park nhưng mà mình nghĩ là cái khả năng mà thầy Park tái nắm đội tuyển quốc gia là thấp. Thực ra lẽ ra là mình nói là không thể, đó. Nhưng mà đấy, như mình cũng nói với các bạn, nó cũng giống như thị trường chuyển nhượng nó thay đổi liên tục. Có thể là buổi chiều ngày hôm nay có một ý tưởng mới, có một cơ hội mới. Có thể là họ đã gặp nhau để làm việc với nhau rồi. Nhưng mà mình xin thưa với các bạn là đến trưa ngày hôm nay thì ý tưởng là mời thầy Park trở lại là nó chưa có ở liên đoàn bóng đá Việt Nam. À, người thứ hai mà mình muốn nói ở đây là huấn viên Maroupolkin. Thì ông Manupurkin cũng bắt đầu đưa ra những lời tự ứng cử đấy là theo cái tính, theo cái suy nghĩ của mình thôi. Là ông cũng bắt đầu nói về câu chuyện liên đoàn bóng đá Việt Nam, nói về đội tuyển quốc gia, nói là đội tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ hay, U 23 Việt Nam rất là tốt, Xem về mặt tương lai là rất là ổn. Nhưng mà mình nghĩ là huấn luyện viên Manupurkin cũng không nằm trong kế hoạch của của liên đoàn bóng đá Việt Nam, ít nhất là vào thời điểm này, bởi vì là chúng ta đang cần một huấn luyện viên khác. Tất nhiên là huấn luyện viên Manupurkin thì cũng có lợi bởi vì ông đã từng làm ở thành phố hồ chí minh rồi nói gì thì nói ông vẫn hiểu bóng đá việt nam thứ hai nữa là ông đã làm huấn luyện viên của đội tuyển thái lan Đấy, mọi thứ nó thì nó cũng sẽ khá là khá là ổn bởi vì một người đã từng làm huấn luyện viên thái lan rồi mà sang làm huấn luyện viên đội tuyển việt nam thì cũng sẽ rất là nhiều lợi thế xét về mặt cơ bản nó là như thế nhưng mà huấn luyện viên manopol mình nghĩ là không phải là ứng cử viên hoặc là có thể chỉ là một trong số những cử viên thôi mình không biết là liệu huấn luyện viên manopol có À, tự ứng cử với liên đoàn không tức là tự gửi hồ sơ về liên đoàn hay không. Nhưng mà tính đến ngày hôm nay là ngày 28 tháng 3 thì liên đoàn chưa có ý tưởng về việc mời huấn luyện viên Manopunking. Chính ra thì huấn luyện viên Popop lại đang có cơ hội bởi vì huấn luyện viên Popop hiện nay thì đang có cơ hội rất là lớn bởi vì cuối năm nay ông hết hợp đồng, đồng với Thanh Hóa và khả năng huấn luyện viên này rời Thanh Hóa thì cũng khá là cao. Hôm trước thì mình có nghe được cái thông tin là có một cơ lạc của Việt Nam đang rất là muốn và đấy chính là thể công việc Theo. Nhưng mà ngày hôm nay mình kiểm tra lại thì Thế Công Viettel sẽ gắn bó với huấn viên Đức Thắng. là mình cũng không hiểu là là người ta tung ra những cái thông tin này là với ý đồ như nào. Nhưng mà đó, câu chuyện đó là như vậy. Huấn viên Popop thì thôi khỏi phải bàn rồi. Đây là một huấn luyện viên thứ nhất là huấn viên châu Âu, hai là đã từng làm Việt Nam ở Việt Nam hai mùa rồi, cũng rất là thấu hiểu về bóng đá Việt Nam. Đó, và cái thứ ba nữa là cái cái phong cách của ông ấy là rất là mạnh mẽ, rất là quyết liệt. Mình thì mình thích những người quyết liệt. Nhưng để mà gọi là tiến cử ai thì mình cũng đã từng chia sẻ với các bạn rồi Mình sẽ tiến cử huấn luyện viên Leon Jin Bởi vì huấn luyện viên Leon Jin có rất nhiều những cái điểm tốt Mời thầy Park thì khó nhưng huấn luyện viên Leon Jin thì có thể Bởi vì huấn luyện viên Leon Jin là một người mà rất là hiểu bóng đá Việt Nam Rất là có tầm về bóng đá Việt Nam Và cái tầm ảnh hưởng của huấn luyện viên Leon Jin với thế hệ cầu thủ Việt Nam bây giờ là khá là cao không biết là chúng ta có uh, cơ hội để hợp tác tiếp với ông Liung Jin hay không. Nhưng mà mình nghĩ là có lẽ là đội tuyển Việt Nam chúng ta đang cần một huấn viên mới. Cái suy nghĩ của mình thì là từ nay đến hết World Cup 2026. Đây là cái thời điểm mà chúng ta nên trẻ hóa. Đây là thời điểm mà chúng ta nên có một cái kế hoạch để ổn định lại cái chân đế. Tức là chúng ta sẽ mình sẽ phân ra làm hai giai đoạn. Giai đoạn này là giai đoạn củng cố và trẻ hóa là chúng ta cần những người mà có tư tưởng trẻ hóa mạnh mẽ và hiểu bóng đá Việt Nam có thể kết kết hợp được lứa trẻ và lứa cựu binh. Xong rồi sau đó, sau 2 năm thì chúng ta sẽ tính toán nó rơi vào khoảng tầm tháng 3 năm 2026 thì chúng ta sẽ dục dịch lấy một huấn viên để giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển một cách đột biến. Tức là các bạn tưởng tượng xem là nếu như mà chúng ta làm như vậy vậy thì chúng ta ổn định lại được bóng đá Việt Nam. Cái quan trọng nhất nó sẽ nằm ở việc là chúng ta cũng sẽ tiết kiệm được một khoản tiền rất là lớn. À, mình thì mình nghĩ là như vậy chứ còn liên đoàn thì họ là không nghĩ thế đâu vì là hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một chút liên quan đến cái quy trình quy trình thì hiện nay cái nguồn huấn luyện viên của chúng ta là sẽ đến từ ba nguồn nguồn đầu tiên là nguồn tự ứng cử tức là họ sẽ tự gửi hồ sơ về liên đoàn bóng đá việt nam nguồn thứ hai là chính là những hồ sơ đã gửi về liên đoàn bóng đá việt nam rồi trong đấy có Mark winmos đó và nguồn thứ ba là những liên đoàn bóng đá có quan hệ tốt với liên của uh, quan hệ bóng đá tốt với uh, liên đoàn bóng đá Việt Nam. Họ sẽ tư vấn cho chúng ta, họ sẽ tiến cử cho chúng ta những người phù hợp theo đúng tiêu chí mà chúng ta đưa ra. Nhiều người đang nói là có thể là ông Akira Nishino là một người mà cũng được liên đoàn bóng đá uh, Nhật Bản cũng đã chia sẻ. Mình thì mình không thích huấn luyện viên này lắm. Đó, bởi vì là ông ấy làm việc ở uh, Thái Lan mình cũng thấy là nó không phù hợp. Cái cách làm của huấn luyện viên người Nhật ý, nếu như mà họ không không có được một sự linh hoạt thì sẽ rất là khó bởi vì đòi hỏi của họ rất là cao họ đến từ một cái nền kinh tế một cái xã hội rất là phát triển văn minh và kỷ luật cho nên là và tự giác nữa cho nên là nếu mà các cầu thủ việt nam mà không có cái điều kiện đó để phát huy thì sẽ rất là khó huấn luyện viên người nhật thì mình thấy họ cũng khá là dập khuôn họ cũng khá là lý thuyết mà nói là như vậy nên là đây cũng sẽ là một yếu tố quan trọng Liên đoàn bóng đá Việt Nam mong muốn là đến tháng 6 năm 2024 thì chúng ta sẽ tìm được huấn luyện viên trưởng. Tháng 6 các bạn nhé. Đấy. Và đầu tháng 4 nó rơi vào khoảng tầm uh, 7 ngày đầu của tháng 4 thì chúng ta sẽ công bố huấn luyện viên đội u ba Việt Nam và huấn luyện viên tạm quyền. Mình nghĩ là hai trong một khả năng là vẫn là anh Hoàng Anh Tuấn thôi. Bạn Tùng Vũ có nói là Pôn Kinh đang xin phải không anh? à, sáng ngày hôm nay thì mình có hỏi là ông Pôn ông có gửi hồ sơ hay không thì chưa có ai xác nhận với mình về cái việc là là huấn luyện viên uh, gửi hồ sơ chứ liên đoàn mời là không ông ấy mới chỉ trả lời báo chí Việt Nam về cái chuyện là ông đánh giá tốt về đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam nó được coi là một lời tạm chúng ta tạm gọi đi là tự ứng cử thông qua báo chí đó là những cái thông tin mới nhất mà mình chia sẻ các bạn ngày hôm nay còn uh, cái lộ trình của liên đoàn thì uh, họ sẽ thành lập cái nguồn huấn luyện viên từ ba nguồn mà mình vừa nói. Sau đó là bộ phận chuyên môn sẽ xử lý gồm có chủ tịch, phó chủ tịch phụ trách chuyên môn và hội đồng huấn luyện viên quốc gia. Họ sẽ làm việc với nhau. Sau đó là họ sẽ xếp ra theo phân hạng như mình đã từng nói với các bạn, 1 2 3 4 5 6 7 8. Chúng ta sẽ đàm phán từ 1 2 3 4, đấy. Ông 1 chưa ok thì đàm phán ông 2, ông 2 chưa ok đàm phán ông 3, ông 3 ok rồi phát là chúng ta ký hợp đồng. Đó. Thì uh, thông tin của mình là đến tháng 6 chúng ta sẽ có sẽ có uh, huấn luyện viên trưởng mới và đây là một người nước ngoài, có thể là người Nhật hoặc là người châu Âu. Uh, hai là trong 7 ngày đầu của tháng 4 thì liên đoàn bóng đá Việt Nam sẽ công bố huấn luyện viên U23 và huấn luyện viên tạm quyền của đội tuyển quốc gia. Thì đó là những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn để các bạn nắm được. Còn uh, bây giờ thì uh, bóng đá của chúng ta nó cũng vẫn đang đang vận hành theo một cái cách rất là riêng và mình thì mình muốn là nếu như có thể được thì mình rất là mong là đội tuyển việt nam của chúng ta sẽ sớm ổn định lại và khi đã ổn định lại được rồi thì mình cũng mong là tất cả chúng ta sẽ có một cái ý tưởng để làm sao xây dựng bóng đá việt nam đó theo một cái lộ trình có một cái chiến lược chứ còn bây giờ thì các bạn thấy là mình cứ cảm giác nó không đồng bộ thế nào ấy. Đội tuyển đặt mục tiêu rất cao, người hâm mộ kỳ vọng rất lớn nhưng mà đào tạo trẻ của chúng ta rất đuối. Chúng ta luôn luôn mong muốn đội tuyển lọt vào top 8 của châu Á rồi đi dự World Cup, nhưng mà các đội tuyển trẻ của chúng ta thì chả bao giờ vào sâu được ở các vòng chung kết của giải châu Á. Đó và chúng ta đang đứng trước một cái nguy cơ rất lớn. Đó là chúng ta sẽ bị tụt hạng. Chúng ta có thể sẽ phải đá nếu như ở cái vòng ở World Cup này, cái vòng loại World Cup này chúng ta không lọt được vào vòng loại thứ ba thì ở Asian Cup 2027 chúng ta sẽ phải đá vòng loại. Và chúng ta có thể sẽ bị tụt nhánh, tức là chúng ta đang ở cái cánh nhánh 2 thì chúng ta có thể bị tụt xuống nhánh 3. Đấy, bóng đá Việt Nam bắt đầu khó khăn rồi đấy các bạn, nó có đơn giản đâu. Chứ là các bạn hãy follow kênh của mình nhá, các bạn hãy đăng ký kênh của Vlog Minh Hải để mình cập nhật cho các bạn những thông tin mới nhất đấy những cái thông tin mới nhất mà mình luôn luôn mong muốn là mình là người đầu tiên đưa thông tin đó và mình cũng mong là các bạn là người đầu tiên nhận được thông tin đó vừa ăn cơm vừa xem anh hải cảm ơn bạn khắc bình không cần xem lại có nhiều người đang nói là không nếu mà các bạn không muốn xem lại huấn uh, luyện viên uh, park hang seo và huấn luyện viên uh, Philip Se thì thôi nhá mình xin phép là ngừng chương trình đó ok thì uh, nhiều người muốn xem nhiều người không muốn xem thì thôi Ok, đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với mọi người trong chương trình này Các bạn ai chưa like thì các bạn nhớ like cho mình Ai chưa đăng ký thì các bạn nhớ đăng ký cho mình Hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại với cuộc sống thường nhật Và cuộc sống thường nhật này thì nó cũng sẽ phải quay quanh v thôi Hôm nay là ngày 28 rồi Đến ngày 30 thì chúng ta bắt đầu đá v trở lại Với vòng 14 Và Hoàng Anh Gia Lai sẽ gặp Khánh Hòa Sô Nghệ An gặp Hải Phòng Thể công Việt Theo sẽ gặp Quảng Nam rồi Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ gặp uh, Bình Dương, Thanh Hóa gặp Công an Hà Nội. Đây là một trận đấu rất hay sẽ diễn ra vào ngày 31. Đấy, rồi uh, Thành phố Hồ Chí Minh làm khách của Bình Định và trận đấu mình nghĩ là hay nhất ở vòng này, đó là Hà Nội FC gặp Thép Xanh Nam Định sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ 15 ngày 31 tháng 3 năm 2024 trên sân vận động hàng đấy Các bạn uh, có câu hỏi gì các bạn đặt ra nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều đó và bây giờ thì mình vẫn muốn chia sẻ với các bạn về những cái sản phẩm mà mình luôn khuyến khích các bạn nên sử dụng đó là cao ba long đang xuất hiện ở trên màn hình của các bạn đây cao ba long thì hỗ trợ là tặng là giúp cho chúng ta cải thiện cái sinh lý nam các bạn nào bị yếu sinh lý các bạn nào đã thời qua thời kỳ đỉnh cao những người nào mà đấy là đang bị giảm trên đàn ông vì bất cứ lý do gì do tuổi tác do cơ địa hoặc do công việc thì chúng ta nên sử dụng cái, cái cao ba long bởi vì nó giúp chúng ta kéo dài thời gian của người đàn ông Nó kéo dài cả tuổi thanh xuân cho chúng ta Đấy, thứ hai là nó sẽ giúp những người lớn tuổi giảm được nguy cơ bị đau lưng, đau xương, đau cơ, đau khớp Giảm nguy cơ bị thoái hóa xương, loãng xương và thiếu canxi Đấy, Giảm nguy cơ là chúng ta bị gãy chân, gãy tay, gãy xương Ngoài ra thì nó còn giúp cho các bạn nhỏ Đây Ngoài ra thì nó còn giúp cho các bạn nhỏ là sẽ tăng cường cái 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 uh... Đây các bạn nhìn thấy đây Mạnh gân xương này Cải thiện trình sĩ Tình trạng sinh lý yếu ở nam giới này Bồi bổ cho người mối ốm dậy này Phụ nữ sau khi sinh này Bảo vệ hệ thần kinh này Tốt cho hệ tuần hoàn hệ tiêu hóa này Chống lão hóa này Tăng sức đề kháng ở tuổi mãn kinh này Đối tượng sử dụng người có dấu hiệu bị thận hư như là đau lưng mỏi gối tiểu đêm tiểu nhiều mồ hôi trộm Những người bị đau mỏi vai gáy đau cơ xương khớp loãng xương những người bị gãy chân gãy tay gãy xương Người khó có con phụ nữ kinh nguyệt không đều hoặc bị bế kinh Đấy, nhiều những người bị suy nhược cơ thể gây yếu suy dinh dưỡng Đấy, các bạn thấy không thường xuyên căng thẳng hoặc bị stress người thường xuyên vận động mạnh luyện tập hoặc chơi thể thao với cường độ cao trẻ em chậm lớn gây yếu thấp còi hay ốm vặt sức đề kháng kém người già bị suy nhược cơ thể gây yếu kém ăn thiếu máu hoa mắt trắng mặt ù tai Đấy, các bạn thấy không đây là cao ba long nhé những ai mà có cái triệu chứng như vậy thì các bạn hãy gọi điện đến số 024 7777 để được tư vấn hoặc là đặt hàng Ngoài ra thì đông trùng hạ thảo nó sẽ giúp cho các bạn rất nhiều. Đây các bạn nhìn thấy đây. Đấy, hỗ trợ bổ thận này, hỗ trợ bổ phổi này, tốt cho người bị tiểu đường tim mạch này, hỗ trợ bồi bổ sức khỏe, tăng cường sức đề kháng này, cải thiện thể lực khi luyện tập và chơi thể thao với cường độ cao này, cải thiện sức khỏe, đặc biệt là những người đang trong giai đoạn hóa hóa trị và xạ trị. Đấy, các bạn thấy không? Nó rất là tuyệt vời. Đấy, còn những người bình thường có nhu cầu bồi bổ cải thiện sức khỏe tăng sức đề kháng thì đông trùng hạ thảo quá tốt luôn những người có thể trạng kém những người cao tuổi bị suy nhược cơ thể muốn hồi phục sau khi ốm trẻ em trên 10 tuổi biếng ăn hay là còi cọc người mệt mỏi do đang điều trị các bệnh mãn tính đấy, như là đang điều trị hóa trị xạ trị các bệnh liên quan đến thận phổi tim và huyết áp đấy, sử dụng rất là tốt những người chơi thể thao đấy mình chia sẻ với các bạn là đều là những sản phẩm rất là ổn luôn số điện thoại mình để trên logo 024 7777 8877 và website là đông vn các bạn cứ alo đến số điện thoại này thì các bạn sẽ được tư vấn miễn phí và các bạn đừng quên sức khỏe là điều quý nhất của chúng ta là tài sản lớn nhất của chúng ta ok mọi người đây có nhiều người đang rất là ghét ông bôn kinh không mình thì mình không nghĩ là như vậy chúng ta cứ ai làm được việc cứ ai mà hỗ trợ được cho bóng đá Việt Nam phát triển là chúng ta chơi thôi. Bạn Lợi Hồng Huỳnh nó là yếu sinh lý dùng được hả? Yếu sinh lý dùng được chứ? Bạn khoa Apple có thuốc nào tốt cho U23 Việt Nam vào giải không minh hả? Ấy? Mua tặng cầu thủ U23 Việt Nam. Các bạn yên tâm là mọi thứ sẽ ổn mà, mọi thứ sẽ ổn. bạn à, tin nóng từ dân có hỏi là anh cho em một à, anh hải cho em hỏi và khán giả hiểu lý do hơn lý do gì lúc thua không 2 mà ông chu c đưa đình trọng thiên về phòng ngự vào mà không đưa quang hải thiên về tấn công ạ à. em cảm ơn anh không phải đình trọng mà là minh trọng võ minh trọng à, mình trả lời các bạn luôn là với các huấn luyện viên thì bao giờ cũng thế với một vị trí chấn thương họ sẽ phải thay cầu thủ dự bị ở chính vị trí đó mình thì cũng giống như quan điểm của mọi người là lúc đấy thua thì đã thua rồi đưa cầu thủ vào tấn công gia tăng sức ép lấy công làm thủ thì chúng ta sẽ có thể có được cơ hội có bàn thắng và cũng làm cho mọi người bớt bức xúc hơn quang hải cũng đỡ bức xúc hơn nhưng huấn luyện viên philip chuse thì ông ấy khá là bảo thủ cho nên là ông đã thay một hậu vệ biên và một hậu vệ biên khác ngày hôm qua à, ngày hôm thi đấu đó thì khuất văn khang chính là người uh, lúc đó là đá bị chiêu ở bên trái lúc bạn ấy lên bạn ấy tung một cú sút mình nghĩ là bạn ấy đã không khóa cái cổ chân lại Cho nên là nó bị lật cổ chân và nó đau Không đá được nữa Thì bạn ấy đã bị thay ra Và cuối cùng thì Là huấn luyện viên Philip Chuse đã không quyết định thay Quang Hải vào Mà là thay Võ Minh Trọng Thực ra nếu mà khi mà chúng ta đang dẫn bàn Hoặc là đang, đang đạt được cái yêu cầu về mặt thành tích Thì việc thay người như thế là phù hợp Nhưng còn nếu như mà Chúng ta chơi mà để tấn công Mà đang trong cái tình thế là Đang khát bàn thắng ấy mà chúng ta tung Võ Minh Trọng vào là không hợp lý Bạn Hưởng Nguyễn của nó là mua bằng cách nào Dễ thôi mà Các bạn gọi đến số điện thoại này này 024 Hoặc là bạn vào đông shop.vn là có mà Bạn 6 Đặng của nó là thời Popop dẫn huấn luyện viên à, làm huấn luyện viên trưởng đội Myanmar thì vẫn thua thầy Park. Thực ra Myanmar vào thời điểm đấy chất lượng cầu thủ không bằng Việt Nam nếu liên đoàn muốn mời ông nishino thì có mời được không anh cái này thì mình không biết chúng ta phải đợi đã ví dụ nhá liên đoàn bóng đá việt nam nhờ liên đoàn bóng đá uh, nhật bản uh, tiến cử sau khi họ tiến cử trước khi họ tiến cử cho liên đoàn họ phải hỏi chứ đúng không khi mà họ tiến cử cho liên đoàn tức là họ đã thuyết phục được những huấn luyện viên đó mình nghĩ là cứ từ từ danh sách này thì cứ từ từ các bạn ạ mình nghĩ là từ từ thôi cảm ơn mọi người rất là nhiều vì luôn luôn sát cánh cùng với vlog minh hải các bạn ai chưa like thì nhớ like cho mình và thông tin ở phía trước còn rất nhiều cho nên là mình mong là các bạn sẽ đăng ký các bạn ấn vào nút đăng ký sau đó là ấn vào chuông và chọn tự thông báo thì khi mà có danh sách các ứng cử viên đấy, thì mình sẽ gửi đến cho các bạn mình bây giờ cứ gõ thông tin mới thông tin nóng là mình lên sóng ngay chứ không đợi được các bạn nhé Mọi người lại kêu tiếng nhỏ quá Bây giờ mình đang thấy là tiếng to nhất rồi này đây. đây là tiếng to nhất rồi đúng không Cường Bùi Vlog của nó là thể hình thể lực Không phải là một sớm một chiều có thể cải thiện được Nên lối nên đá lối đá của ông Chu C Là không hợp bằng ông Park Đá ao làng còn khó Nói gì là ra châu lục Đúng là như vậy Việt Nam chúng ta đang không hội tụ được đầy đủ yếu tố Thể hình thể lực là một vấn đề rất lớn của chúng ta các bạn thấy anh indonesia chả phải anh đá hay quá so với chúng ta đâu nhưng mà họ mạnh hơn chúng ta về thể hình và thể lực huấn viên hàn quốc ủng hộ anh ạ <laughs> mình thì mình nghĩ là mình thì luôn luôn mình luôn luôn mong muốn là những người mà gọi là đóng muốn đóng góp cho bóng đá việt nam thì chúng ta vẫn luôn luôn mong muốn là họ sẽ xử lý <laughs> ok nói chung là mình sẽ luôn luôn cố gắng làm việc sáng ngày hôm nay thì có một chú ở hà tĩnh chú gọi điện ra cho mình và chú có động viên Chú bảo là Minh Hải đừng buồn, đang làm việc tốt đấy. À, một số những cái kẻ nó không văn minh lắm thì cứ block đi thôi. Mình cũng làm đúng như vậy. Bây giờ các bạn hiểu rồi đấy. <laughs> bạn à, chắc Phan Thị của nó là Benhao V4 đã có dây dài chưa anh? Lát nữa mình sẽ chia sẻ với mọi người. năm à, 5 phút nữa. Ok Hoàng Thiên đã đến lúc tổng cục thay đổi quan điểm dùng cậu cầu thủ nhập tịch chưa Hải? Chưa ạ Hôm qua em đi làm, hôm qua em đi dự cái cái giải thưởng công hiến của báo thể thao văn hóa Thì cũng có nhìn thấy tổng cục trưởng Bạn Đào Mạnh Cường ở đó là Minh Hải ơi An Khánh có về thi đấu chuối ba Việt Nam hay không Đến bây giờ là chưa có thông tin mà, bạn nhá Khi nào mà có huấn luyện viên trưởng đã thì tính sau Bạn Quốc Huy TT đó là cả xóm mình ai cũng cầu mong thầy Park quay lại Nói chung là thầy Park sẽ là Nếu mà thầy quay lại được thì quá tuyệt vời Nhưng mà mình không nghĩ là thầy sẽ quay lại đâu Minh Hải làm rõ quy trình VFF chọn ông Chu Xie có vấn đề gì lợi ích nhóm hay không? Bạn dung lại không có đâu. Rồi ôi. Liên đoàn bóng đá Việt Nam chả có lợi lộc gì khi mà ký với ông Chu Xie đâu. Không có ai lấy tiền của ông Chu Xie đâu các bạn ơi. Đi... Các bạn lại cứ đi suy nghĩ như thế làm gì? Thực ra là ở đây nói thật luôn là chúng ta cũng có cái giải pháp an toàn. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đi theo cái giải pháp an toàn chứ làm gì có ai đi ăn tiền hay là quyền lợi nhóm gì ở đây không có đâu các bạn đừng có nghe người ta nói tào lao khổ ra như thế thì nó không hay tí nào các bạn ạ phương trang tôi đã từng nói là ông này sẽ phá nát bóng đá việt nam bạn jason lê có nói là anh hải cho em hỏi cả hội đồng huấn luyện viên quốc gia vff những nhà làm chuyên môn những nhà phân tích nhẽ ra phải nhìn ra những yếu kém của ông chu sớm hơn mình đồng ý với các bạn thực ra là những người mình đã nói chuyện với những người làm chuyên môn rồi những người có thẩm quyền rồi và nhiều người cũng không đồng ý với ông Chu Thực sự là nó có một cái câu chuyện như này thì không biết muốn có muốn nói với mọi người hay không. Tức là bóng đá hiện đại bây giờ thì đã giao quyền cho huấn luyện viên rồi là phải giao quyền tuyệt đối. Tức là họ phải được toàn quyền làm tất cả mọi thứ. Nhưng mà hiện nay thì bóng đá Việt Nam đang có cái xu hướng là chúng ta phải kiểm soát một phần nào đấy. Đó, cho nên là không thể giao 100% cho người ta được thì nó sẽ rơi vào trạng thái là bị phá nát ví dụ như là câu lạc bộ Hà Nội cũng dính mình nói với các bạn thế câu lạc bộ Hà Nội cũng giao toàn quyền là cũng dính luôn hay là liên đoàn bóng đá Việt Nam huấn luyện viên Manpo, Mano Polking cũng dính đoàn luôn bởi vì khi mà chúng ta gặp người hợp thì chúng ta may đấy chúng ta gặp người không hợp thì cũng rất là khó mình nói thật là nó rất là khoai chứ là cái hướng đi của chúng ta nó khó chứ là liên đoàn bóng đá Việt Nam trong ba tiêu chí giỏi phù hợp với văn hóa đấy và lại còn phải là người gì cầu thị cầu tiến tức là những người này là biết nghe những lời góp ý mình nghĩ là liên đoàn họ sẽ cái đợt sau này họ sẽ can thiệp sâu hơn đấy thì đó là những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn còn đây là những chiếc áo của Vicento có tên là President tức là phiên bản tổng thống nó xua tan đi cái oi nóng của mùa hè cái nóng nực của mùa hè nó là vải lụa Nhật Bản không bao giờ nhăn rất mềm mịn mượt mát và không nhăn Mặc nó rất là mát các bạn ạ, sảng khoái luôn Đấy, và giá của nó thì cũng mát luôn Bình thường ra với một cái áo vải lụa Nhật Bản như này Trên thị trường, nó phải rơi vào trên một triệu Nhưng bây giờ các bạn đã được Vicento giảm giá xuống chỉ còn 639.000 thôi Và nếu các bạn mua với các bạn mua với cái uh, combo 3 chiếc Thì giá nó còn giảm xuống còn chỉ 1 triệu 398.000 mà các bạn được tặng một cái ví da trị giá 1 triệu 598 nghìn. Các bạn mua 3 chiếc 1 triệu 398 nghìn Các bạn được tặng visa trị giá 1 triệu 598 nghìn Nó là quà tặng đấy Nhưng mà các bạn chứng minh được Nó không phải là da cá sấu Thật Thì mình sẽ đền các bạn 1 tỷ Và cái mức giá này là mức giá thấp độc quyền Cho Vlog Minh Hải luôn Nếu các bạn đến vicento.vn Thì các bạn có một cái quyền rất là lớn Đó là tự tạo combo đấy, Combo càng nhiều giảm giá càng sâu Combo càng nhiều tặng quà càng lớn Vẫn chưa hết nếu các bạn đến 240 Kim Mã Hà Nội, các bạn còn được giảm giá thêm một chút nữa. Và số điện thoại mình để trên logo 0889 00. Mọi người thì có hỏi cái men thì hôm nay mình chia sẻ với các bạn là chúng ta sẽ có hai con men Một con men hao C4. Dây của nó thì bây giờ nó vẫn là cái dây ngắn ngắn này thôi. Nó khoảng tầm 2 m. Đấy, men C4. Thì em này bộ đôi của em này là một chiếc là 339.000 Và nếu các bạn mua combo hai chiếc thì giá nó chỉ còn là 639.000 Anh Menhau V8 thì dây dài hơn Dây dài khoảng 3 mét Đấy và nó 8 ổ cắm Tức là nó gấp đôi Nó gấp đôi số ổ cắm của C4 V8 tức là 8 ổ cắm Còn C4 là 4 ổ cắm Đấy Thì tất cả mọi thứ đều giống nhau Nhưng mà về giá Thì em Menhau V8 này thì Các bạn mua một chiếc là hơn 400 Còn nếu các bạn mua hai chiếc thì nó là 689.000. Nó gấp đôi con này luôn. Thì con này có 4 ổ cắm thì con này có 8 ổ cắm. Con này có 3 cổng uh, 3 cổng sạc thì con này có 4 cổng sạc. Và tương tự như thế nó vẫn có atomat để luôn luôn bảo vệ gia đình của các bạn. Còn những chiếc uh, men house này thì không phải bàn rồi. Đúng không? Mình đã từng chia sẻ với các bạn khá là nhiều về những chiếc men house này rồi. Tức là nó là bằng loại đồng loại đồng nguyên nguyên khối 3 ly nó chịu được tải lên đến 4000W Các bạn cắm 2, 3 lùi lẩu và ăn tẹt ga Đấy Nó còn được một đổi một trong vòng 6 tháng Và các bạn còn được bảo hành lên đến 1 năm Nó chịu được nhiệt lên đến 750 độ Đấy và mình cũng nói với các bạn là nó có ổ sạc Nên các bạn không phải mua cục sạc nữa Tiết kiệm một rổ tiền Đó. Và nó lại rất là gọn gàng nữa nhé Các bạn nhé Đấy và anh trung vệ áo đỏ này có tên là Atomat Anh chàng này thì mình đã chia sẻ với các bạn khá là nhiều lần các bạn đi làm, đi chơi hoặc đi ngủ thì nó vẫn đứng ở đây Để nó bảo vệ cho cái ổ điện cho các bạn Không bao giờ xảy ra cháy nổ Không bao giờ xảy ra những vấn đề Để các bạn bảo vệ gia đình Mà gia đình của chúng ta là bố mẹ, là con cái, là vợ con Rồi lại còn cả cái thành quả lao động của các bạn Cả một khoảng thời gian rất là dài Đấy, một sản phẩm đây Cái này là 339.000 Các bạn mua combo 2 Thì còn là 639.000 thôi Em này thì là 400 449.000 439.000. Đấy và nếu mà các bạn mua combo thì giá nó chỉ còn là 698.000 cho một đôi thôi. Số điện thoại thì mình vẫn để ở trên logo 0889333300 và website là menhouse.vn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ok, bây giờ mình không ấy nhá, mình không uh, so sánh nữa. Bây giờ mình không so sánh ông chú C và ông Park Seo nữa nha các bạn nhá. Chúng ta không so sánh nữa. Ok. Các bạn có muốn mình làm một cái chương trình sâu về sự nghiệp của ông Chu Xie không? Mình xin được hỏi lại thật các bạn Các bạn có muốn mình làm một cái chương trình sâu về nhìn lại cả sự nghiệp của ông Chu Xie Thì các bạn sẽ thấy là câu chuyện ở đội tuyển Việt Nam là nó chỉ lặp lại thôi Ngày xưa ông Chu Xie đã có những cái vấn đề rất là lớn với đội Marseille và các bạn biết là Marseille thì ngày xưa có Vicente Rizarazu Anh Rizarazu anh có nói một câu rất là hay Là lần đầu tiên trong cơ thể của chúng tôi thôi thúc việc là một đánh đánh một huấn luyện viên nhưng mà rất là may là vì sau tôi chấn tĩnh lại được Đấy về vì sao các bạn biết là Vicente Rizarazu thì cũng là Cầu thủ đá vị trí hậu vệ biên trái Của đội tuyển tháp Pháp vô địch Cả cả World Cup và Euro Các bạn có muốn mình làm một chương trình Sâu về ông Chu không? Còn nếu không thì thôi chúng ta dừng lại câu chuyện về ông Chu cũng được Bạn huấn nguyện còn nói là Thôi người ta nghỉ rồi thì thôi Ok thế thôi nhá chốt nhá Như vậy là không nói về ông Chu nữa không nói về à, không so sánh về huấn luyện viên Park Hang Seo và huấn luyện viên Chu Se nữa. Ok, chốt. Thế thì mình cứ đi cập nhật cho các bạn thông tin thôi bởi vì bây giờ V League bắt đầu đá rồi. Đấy, thị trường chuyển nhượng cũng đã đóng cửa. À, nếu có thông tin gì mới thì mình sẽ báo cho các bạn. Ok, cảm ơn mọi người rất là nhiều. Bây giờ thì mình Hải xin phép dừng luồng livestream tại đây. Cảm ơn các bạn và kính chào, tạm biệt.